niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Vâng, ngày hôm nay là một ngày mùng 1 đầu tháng, mùng 1 tháng 10 âm lịch rồi. Các bác ạ, từ giờ đến đến Tết thì nó rất là nhanh. Thì hôm nay thì đầu tháng thì Hoàng Gia xin kính chúc các bác đầu tháng có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Và một tháng 10 thật là may mắn. Vì chính vì thế ngày hôm nay thì Hoàng Gia lại lên sóng tiếp một cái bộ để nghe nhạc bờ rè trước năm 1975. Và đầu tháng thì mong mọi sự xuân sẻ đến với các bác cũng như là đến tại cửa hàng của Hoàng Gia Audio. Và ngày hôm nay thì trong video clip ngày tối ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 âm lịch thì Hoàng Gia lên sóng và cũng sẽ có những cái báo giá cực kỳ tốt để cho các bác ghép một cái bộ nghe nhạc pre trước năm 1975. Và bộ sản phẩm ngày hôm nay gồm 3 mã sản phẩm, gồm đầu cối Tech 4010 SCL. Đây là những chiếc đầu băng cối mà Hoàng Gia rất là yêu thích, bởi vì chất âm của SCL nó mang lại một cái chất âm mộc mạc và dày dặn rất là hay. Đặc biệt là nghe dòng nhạc xưa trước năm 1975 thì rất là tuyệt vời. Sansui 1000X có giới thiệu trong video ngày hôm trước rồi. Âm đi suất âm tụ, bản xuất Mỹ 120V. Và cặp loa ngày hôm nay là cặp loa của hãng Pioneer. Rất là bình dân, bát 30, 2 đường tiếng rồi các bác nhá. Bát 30, 2 đường tiếng. Một bát 30, một trung 10cm. Và đây là cặp loa sản xuất năm 1974. Và nha, độ nhạy 94 dB, công suất là 40W, max là 40W và độ trở kháng là 8 ohm. Đây là cặp loa thùng, nó là thùng kín và ê căng vải liền, không tháo được các bác nha các bác. Và củ là củ từ Anico, các bác muốn xem thì chúng ta phải xem ở phía sau, không thể nhìn ở phía cạnh căng được. Và đây là một cái cặp loa rất là rẻ tiền thôi, tầm chưa đến 8 triệu các bác nha, chưa đến 8 triệu. Nhưng nếu mà các bác chơi nhạc 75 thì rất là hay, rất là mộc. Thì các bác có thể nghe ở phần đầu video Hoàng Gia test đấy, cái chất âm mộc mạc của dòng Pioneer CS53 mang lại rất là hay. Và một cặp loa cũng rất là bình dân nữa. Thì với những bác nào chúng ta đang muốn sắm cho mình một bộ loa nghe nhạc với cái phân khúc tầm trên 30 triệu một chút đấy, hoặc là muốn mua một cái cặp loa nghe nhạc xưa mộc mạc, đúng chất cối, chất lóc cóc lên keng, thì đây là những dòng loa tiết tấu chậm và có cái phân khúc chưa đến 8 triệu các bác nha. Chúng ta nên không bỏ qua, nên bỏ qua những cái cặp loa như thế này. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một và cũng như là sẽ báo giá công khai từng món một các bác nhé. Để các bác chúng ta có thể mua cả bộ hoặc chúng ta có thể mua từng thứ. Đấy. Thì đa số thì những cái sản phẩm này lên thì hầu như là các bác mua riêng lẻ rất là nhiều. Bởi vì các bác gọi là mua thêm. Ví dụ chúng ta thiếu đầu cối thì chúng ta mua thêm đầu cối. Chúng ta thiếu loa thì mua thêm loa. Đấy. Đầu tiên là chiếc đầu băng cối 4010 SCN. Thì đây là những cái đầu cối mà Hoàng Gia rất là yêu thích. Yêu thích ở cái chỗ thứ nhất là nó không phải là máy băng 10 nhưng mà nó là máy băng 7. Nhưng mà Hoàng Gia thích ở cái chất âm của nó các bác nha. Về kiểu dáng, về hình thức thì mỗi người thích một kiểu. Mỗi người thích một kiểu, cái đấy thì Hoàng Gia không bàn đến. Nhưng nếu nói về bàn đến chất âm các bác nha, nói bàn chất âm thì Hoàng Gia vẫn yêu thích 4010 SCN rất là nhiều. Máy chạy băng 7, nó là một cái dòng băng phổ thông rồi. Băng 7 thì bán rất nhiều trên thị trường và giá băng 7 thì nó rẻ hơn băng 10 khá nhiều. Thứ hai là đây là dòng máy chạy hai, nó là máy hai chiều. Máy hai chiều, ba motor, chạy êm, lành, bền. Đấy là cái yêu thích thứ hai. Và thứ ba, cái yêu thích nhất mà Hoàng Gia ở đây nó là chất âm của 4010 SCL. Nó cứ có cái dáng dốc của chiếc SCL thì đều là những con máy rất là hay của Tech. Và tiếng rất là mộc, rất là dày.
Đấy, các bác nghe cái tiếng gõ mõ là tiếng lóc cóc lên keng, nó dày dặn và nó rất là mộc mạc. Đấy, khi qua cái chất âm của 4010 SCN này, nó chạy đầu từ sắt nữa thì tiếng lại càng hay. Đấy, thì là họ giá rất là yêu thích. Và đây là những con máy nó cũng không phải là quá đắt tiền các bác nha, nhưng nó cũng có thể, cũng có thể nói là một con máy có thể là tiệm cận với những con máy được băng 10. Ví dụ như con 401 SCN bây giờ hiện nay thì Hoàng Gia đang bán với giá là 14.500.000. Thì các bác biết rồi, 14.500.000 đó là máy chỉ chạy băng 7 thôi. Nhưng khi các bác thêm một chút nữa, các bác có thể lên 6010 mà 16 triệu, hoặc 16.500.000, tức là dao động chỉ khoảng 2 triệu thôi. Nhưng nhiều bác sẽ phân vân là lên lấy 4010 SL hay là lấy 6100. Vì 6100 là máy chạy băng 10, lại chạy một chiều, chạy băng 10. Nhưng nói về chất âm thì Hoàng Gia vẫn thiên về chất âm của SCN nhiều hơn. Về chất âm của những dòng SCN, nó tiếng nó rất là hay các bạn ạ. Đấy, đây là đặc trưng của những dòng máy SCN mà Hoàng Gia rất là thích. Đấy, máy 10 hay máy 7 thì nó theo sở thích, theo cái gu của từng người. Nhưng nói về chất âm thì Hoàng Gia vẫn thích SCN hơn. Còn máy 10 thì nó sẽ cao to hơn và 7 nó đẹp hơn. Nếu chúng ta nắp thêm cặp xương nhôm nữa thì rất là đẹp. Thì đấy, lợi đặc trưng là những cái dòng máy 7 và máy 10 nó ở chỗ đó. Máy 10 thì thông thường cao to hơn này, rồi là nắp những cái xương băng xanh đỏ tím vàng, nhìn nó bày nó rất là đẹp. Máy 7 thì nó không bày đẹp như máy 10 được, đấy là điều hiển nhiên rồi. Kể cả bác đắp những cái xương nhôm ở đâu thì cái xương nó nhỏ, nó lọt hẳn vào cái máy thì nhìn nó không đẹp. Những cái máy 10 thì cái xương nó phô ra một chút thì nhìn nó hình thức hơn. Nếu mà chúng ta mà kê bày trang trí thì chắc chắn là máy 10 nó là một cái lợi thế. Nhưng nếu nói về chất âm thì máy 10 chưa chắc đã có lợi thế bằng những cái dòng máy 7. Đấy, nên tại sao dòng máy 7, có những dòng máy 7 như đặc trưng 4010N, nó là máy 7 thật đấy, nhưng mà giá của nó khá là cao. Đấy, cao khoảng gần như là so với một số cái model của máy 10. Nhưng mà nó phải có cái gì hay, phải có cái gì đặc sắc thì nó mới có cái giá đó. Thì đấy chính là cái chất âm của SCN mà tại sao Hoàng Gia vẫn thích. Từ bấy lâu nay thì Hoàng Gia thường nghe những cặp SN rất là nhiều. Và thường nghe cố thì chỉ thích nghe SN thôi. Đấy, vì nghiện cái chất âm của SN rồi thì gần như là không bỏ được và cũng không muốn nghe sang những đầu khác nữa. À, thì đây là tâm sự của giao đô cá nhân thôi các bác nhá. Và chắc chắn là một số bác là đã nghe SCN rồi, chắc chắn là phải thích cái chất âm của SCN rất là nhiều. Đấy. Đồng hồ cân bằng hai bên rất là đẹp này, màu trắng nốt nổi nữa. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chơi 4010S cũng được. Thì SL thì nó sẽ đẳng cấp hơn một chút, chất âm nó sẽ có cái gì hay hơn, tinh tế hơn một chút các bác nhá. Đấy, 14.500.000 là một cái máy chạy này đa cấu điện các bác nhá. Máy chạy băng 5, băng 7, 2 chiều, 4 trách, auto reverse đa cấu điện. 14.500.000. Giá cực kỳ hợp lý và máy rất là đẹp. Sang Omni Sansui thì con này Hoàng Gia giới thiệu trong một video trước rồi. Sansui có quay video nội thất rồi. Sansui 1000X, suất âm tụ bản suất Mỹ, điện 120V. Đó, đánh cầu AB, A cũng B, chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Và dòng này thì nó là đối tác của rất nhiều các dòng loa, như hôm trước Hoàng Gia có nói là 33A, 66A. Ngoài ra thì nó còn đối tác của nhiều dòng loa nữa các bác nhá, không phải là chỉ có hai cái dòng loa ấy đâu. Đấy, hôm nay Hoàng Gia kết hợp với CNPN CS53, các bác thấy là chất âm của nó rất là hay rồi. Đấy, 11.500.000, máy đẹp xuất sắc các bác nhá, zin nguyên bản tuyệt đối, 11.500.000. Đấy. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo hết các bác nhá. Em này là CS53A. Được sử dụng cái thùng gỗ lạng giống như thùng của những dòng như 88A, 77A. Tuy nhiên thì em này nó sẽ sở hữu một cái ê căng bằng vải và nó có cái logo Pioneer này. Cũng chúng ta có thể để xoay ngang, xoay dọc tùy. Ví dụ chúng ta đặt loa đứng thì chúng ta có thể xoay lên, chúng ta đặt loa nằm chúng ta xoay ngang, tùy theo cái sở thích của các bác. Đấy, xung quanh này thì nó sẽ có một cái bo viền khuân chanh bằng nhôm các bác nhé, bằng nhôm. Bằng nhôm này thì nó đẹp mà nó không bị han gì theo thời gian, là cái điều hiển nhiên rồi. Vải nguyên bản, tuy nhiên thì nào theo năm tháng thì nó cũng có một số cái bị sờm. Đấy, bị sờm lên một chút các bác nhé. Nhưng chưa rách, chưa rách, chưa bục các bác nhé. Nhấn mạnh cho các bác, chưa rách, chưa bục. Nhưng quan trọng là ngoài zin nguyên bản và cũng như là vân, những cái vải viết này là zin nguyên bản hết các bác nhé. Chưa có rách cái gì cả, bên này cũng thế. Đấy, cũng có một số cái điểm hơi sờm một chút, nhưng mà không rách nhá. Vẫn là nguyên bản căng của nó, căng vải rất dày. Đấy. Em này thì sản xuất năm 1974 các bác nhá. Thời của những cái dòng loa mắt võng mắt cáo thì cặp này nó cũng ra đời theo thời gian đó. Các bác có thể nhìn cái chất gỗ này, chất cải hậu này nó cũng rất giống với những dòng loa 77A, 88A. Đấy. Chúng ta cũng có cả rắc 6 ly để chơi vào đầu băng cối tự hành này. Vì em này công suất nó rất là nhỏ, trông loa to thôi nhưng mà vì độ nhạy của nó là 94 dB nên là cái công suất của nó mắc chỉ có 40W thôi các bác ạ. Và trở kháng là 8 ohm, thông số đã ghi đầy đủ ở đây. Đấy.
dòng này sản xuất tại Nhật Bản, tem đầy đủ. Nên là các bác lưu ý là tại sao một cặp loa to như này mà công suất max có 40W thì chúng ta phải nên nhớ rằng là vì cái độ nhạy của nó khá cao, 94 dB cũng là một cái dòng âm ly loa cá độ nhạy khá tốt rồi. Chúng ta có thể đánh âm ly nhỏ và đánh thể âm ly đèn. Vì những cái cặp này chúng ta có thể chơi âm ly đèn tốt, bởi vì là công cái độ nhạy lớn, loa to nhưng độ nhạy rất là cao nên thành ra nó rất là dễ ghép âm ly. Và chúng ta chỉ cần những âm ly công suất nhỏ thôi thì chúng ta ghép nó rất là hay. Chúng ta những dòng loa này chúng ta không nên chơi âm ly quá lớn về công suất, bởi vì những dòng âm ly quá lớn về công suất thì đánh vào những đôi loa này thông thường nó sẽ bị mất tiếng bát. Đấy, nên tại sao những cặp loa trông to như thế này bát 30 vậy nhưng mà lại tại sao lại chỉ đánh âm ly nhỏ, bởi vì độ nhạy của con này là 94 dB, nên là chúng ta không cần âm ly quá công suất quá lớn làm gì, càng lớn thì đánh càng không hay, đắt tiền hay rẻ tiền chưa biết, nhưng vấn đề công suất lớn là không phù hợp rồi. Nên là ghép vào những dòng âm ly xuất âm tụ hay là những dòng âm ly đèn, âm ly đài. Những âm ly đài thì chúng ta nên chơi những dòng 1000X thôi trở lại các bác nhá. Pioneer có thể chơi 616 535. Đấy, hoặc là những dòng âm ly không đài giống SA80, SA70, SA90, SA60 đấy, thì rất là phù hợp. Đừng nên chơi những dòng âm ly nó quá lớn công suất thì nghe nó sẽ không hay nữa, nó không còn cái chất mộc mạc nữa, nó không đủ dài nữa. Thì thông thường Hoàng Gia luôn luôn tư vấn cho các bác là những cặp loa to này thì chúng ta nên chơi những cái dòng âm ly có công suất nhỏ thôi, thì nó sẽ có cái tiếng bát nó sẽ tốt hơn so với những dòng âm ly có công suất lớn. Cả một cái bộ như thế này thì đấy, như các bác biết rồi, đầu cuối 14,5 triệu, âm ly 11,5 triệu là cả bộ 26 triệu, 26 triệu cũng đôi loa có 7,5 triệu thôi. Đấy, khoảng 33,5 triệu, 33 triệu, 34 triệu gì đó, tầm tầm đấy các bác ạ. Đấy, 7,5 triệu cặp loa này, 14,500 đầu cối và 11,500,000 là âm ly. Đấy, thì các bác thích mua nẻ thì giá em đã đọc nẻ rồi, còn các bác mua cả bộ thì Hoàng Gia có fix thêm, tức là có gian lọc thêm một chút nữa. Nhưng mà nếu chúng ta mua lẻ thì là Hoàng Gia đã báo giá công khai rồi, còn mua lẻ thì cả bộ thì có thể giảm cho các bác hoặc tặng cho các bác một cuốn băng. Đấy cũng là một cái tri ân đầu năm, à đầu tháng của tháng 10 đó. Thì đây là cái giá cực kỳ tốt rồi, nên các bác yên tâm là đây là cái giá đưa ra để mong muốn là cho các bác mua được, và cũng như là đầu tháng lấy may để cho những cái 29 ngày còn lại trong tháng nó sẽ thuận buồm xuôi gió và cũng như là may mắn. Đấy là tại sao Hoàng Gia đưa cho các bác những cái giá cực kỳ tốt các bác nhé, để các bác lựa chọn. Đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với cái số hotline trên tấm biển màu xanh này nhé. 0975884009. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Trân trọng cảm ơn các bác. Tất cả sản phẩm trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá báo công khai và cũng không bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, không bao gồm phí vận chuyển. Giá này là tại cửa hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video ngày mai.